mình đâu rồi. Nào, bây giờ thầy sẽ hội thoại. Bây giờ chúng ta sẽ phần là luyện tập phần hội thoại. Thì cái phần hội thoại này thì đầu tiên là thầy sẽ hỏi em trả lời, đúng không? Nên tôi là thầy sẽ hỏi đầu tiên trong cái phần giới thiệu bản thân này, thì đầu tiên mình sẽ chào hỏi một câu, đúng không? Infa, thầy của Infa đây là chào hỏi. Chúng ta sẽ chào hỏi nhau một câu. Thì khi chào chúng ta sẽ chào bằng câu gì? Ảnh nhân ha siêu. Em inbox cho thầy đi, cho thầy tư vấn được nhé. Ảnh nhớ theo, đúng không? Ảnh nhớ. Vâng. Đó thì nó. Ảnh nhớ theo, sau đó Irem mô xin mì ca. Irem Irem mô xin mì ca. tên của tôi ạ. Đúng rồi. Thế. In Irem. Irem Minh Thu Imita. Soyimida, Irem Soyimida. Số 어느 đơn 나라 số đơn사람입니까? Vietnam Salam Imita. Vietnam 사람입니다. 고향은 어디입니까? 고향을 어디입니까? Quê quán chè chè Thế. chè cô cô Thế. hiang À, hiang ân Hội hai hai An hay sư ông trong im lý Imita. à, hay thương입니다. Vâng.직업은 무엇입니까? Chỉ có cứ nghề và nghề nghiệp nữa.직업은 그리고 직업은 무엇입니까? 그리고 저는 저는 작사입니다. 약사입니다. 역시 약사. 동 같아. 좀더 역시는 약사입니다. 그리고 저는 약사입니다. 마무리 tức là chúng ta sẽ đi kết thúc cái hội thoại này bằng câu gì? Khi muốn kết thúc với bài giới thiệu thân, chúng ta sẽ có câu là phán cấp xin mì đá. Câu chào Phán cấp xin mì đá, rất vui được gặp bạn, đúng không? cặp Thì cái khi giới cặp thiệu bản gì thân này thường thường nó sẽ dùng trong cái lần lần đầu gặp nhau, đúng không? Đã quen biết với nhau, ta sẽ có cái bài giới thiệu bản thân đơn giản vậy. ta. Đấy, chúng ta có một cái bài giới thiệu bản thân rất là đơn giản. Tên là Annyeonghaseyo, thì tôi mình thuê mì đá. 저는 베트남 사람입니다. 제 고향은 하이드입니다. 그리고 저는 약사입니다. 반갑습니다. 자, 그렇죠? Thì trong lúc mà như này xong thì khi mà đấy là thầy đang hỏi em từng câu một, đúng không? Thì trong trường hợp chúng ta Vâng. người ta sẽ hỏi một câu là chả chả khi so ke he bo theo chả khi so ke he bo theo, tức là bạn hãy thử gì, bạn hãy thử giới thiệu bản thân đi, bạn hãy thử giới thiệu bản thân, bạn hãy thử giới thiệu bản thân đi. Đó, thì lúc đấy mình sẽ bắn luôn một tràng Annyeonghaseyo, chị về mình chơi mì đà, trở nên Việt Nam Saram mì đà, chị cố gắng hay chơi mì đà, cứ vô trở nên nhạc xe mì đà, hẳn gặp mì đà. Đó, khi người ta hỏi một cái câu như vậy, mình sẽ trả lời y như này. Nào, bây giờ đọc Vâng. đọc đọc cái này lại và đọc cái bài này mẫu lại lại cho thầy một lần nào. Thả chi mình có 안녕하세요. 제 이름은 Thế.얼음 멘토입니다. 저는 À.베트남 사람입니다. 제 고향은 Cô Giang Ngân하이 thì cô Giang Ngân고향은 cô Giang Ngân y sư Hai Y Trương Hải Dương, hai y vẫn là Hải Dương y mì tà cũng được, kiểm tra này hai y vẫn là vâng Hải Dương y mì tà. vâng cứ đi cô số lần sạc xa y mì ta hắn cáp sư mì ta Đọc là giặc 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 dạ ta dạ mình nhạc y xa à, đúng không? Chúng ta đọc rõ dạ ra là giặc giặc, thế nhưng mà chúng ta đọc dạ xa thành giặc giặc sai mình ta, giặc sai mình vâng ta, vắt mình ta. Thì bây giờ bê cái phần dưới này đi, có tự giới thiệu bản thân được không? Thì bây giờ thầy sẽ hỏi hỏi em một câu là Annyeonghaseyo, 자기소개해 보세요. Thì mình có nói được cái giới thiệu bản thân ở bên dưới không? Nào thử nào, xác해 보세요. 안녕하세요. 자기소개 해보세요. 안녕하세요. 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 예, 저는 저 이름은 네, 제 이름은 tên của제 tôi. 이름은 제 이름은 인투입니다. 입니다. 저는 베트남 사람입니다.
chè 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 cùng cố hiang Hải Dương à, Thì Ưn cố Hải em Dương thì ngân người ta thì cố vâng em ngân cố hiang em ngân hay cho mình Hải Dương thì mình ta là thạc vâng sĩ thì cố em ngân là đọc lại cô cố em ngân và à cứ đi cố dạ là cái câu mà cứ giới đi thiệu quê ấy, nó cô vâng chưa được đúng thì nói nhắc lại câu của quê là quê của tôi là Hải Dương đạo chế. chè chè cô Cố gì ạ ngân sẽ cố ngân nào chè cô hiang ân chè cô hiang ân Hải Dương y mì ta rồi tiếp cứ đi cô và nghề của tôi là gì và tôi là gì đấy cứ đi cô tôi là gì dược sĩ nào cứ đi cô cứ đi cô chè chè cứ cứ đi đi cô cô ân khó nhạc nên nhạc cứ xa đi cứ mì đi ta cố cho nên giặc xa mì ta cứ đi cố cho nên giặc xa mì ta cứ đi cô chờ nhạc say người ta giặc xa mì ta rồi kết thúc nào thắng thắng cáp xin người ta rồi thằng cắp mì ta đó bây giờ mình cho phải thằng cắp mì ta dạ cái thác mì ta. Bây giờ mình phải thuộc cái đấy một cách nhuần nhuyễn nhá, tại vì khi mà người ta nói là Saki Soke Hebo Teo thì mình phải nói nhanh được. Anh nhá Teo thì đừng mân chú mình ta, cho nên Việt Nam xa ra mình ta, thì Phú Yang ấy, Hải Dương mình ta, thì tôi cho nên cả hai mình ta, thắng mình ta, trái phát thì mình ta. Cái câu đấy là cái câu kiểu như là một câu chào, một cái câu giới thiệu bản thân, nó sẽ mang mình, nó đi theo mình suốt cả cuộc đời luôn đấy nhá. Chắc chắn Vâng. một lúc nào đó nó sẽ mình sẽ phải sử dụng cái đấy à, đi xin việc này đi gặp gỡ này đi đâu đấy người ta sẽ sử dụng đó nào thả si hân bon thôi hết bố thầy không nói lại một lần nữa thầy nhá anh nói theo trả ghi số kê hết bố thầy không À, anh Yang Ha Seo cho lên trẻ ý đương ý đương minh thu im mì ta trẻ trẻ công cho lên bế thư lam salam ý mì ta trẻ Cố cô nhắn hiang ơn trẻ cô hiang ơn yak sa ý mì ta đâu thì cô nhắn à nhà hương Hải Dương Hải Dương in ta họ thì cô nhắn với Hải Dương mình đã thứ nhất cứ được cố cô đi cô vâng cô đi cô cái người cứ trẻ mình cứ đi cô cứ đi cố cô cứ đi cô cứ đi cô dược sĩ trẻ cho nên là tôi là yak dược sa sĩ in ta rồi cho nên đã khai mình ta rồi vui được gặp cho lên rất vui được gặp gặp thành thắng cấp sư mì ta thắng các sư mình ta thắng cấp sư mì ta rồi ok đó cố nhớ vào thuộc kỹ cái bài này nhé thầy nhé sau tiếp này chúng ta đến cái phần luyện phát âm này bây giờ thầy sẽ đọc cho một lượt cái bài này trước nhé để chúng ta luyện phát âm này. 안녕하세요. 저는 박준영입니다. 안녕하세요. 제 이름은 수영입니다. 박준영 씨는 한국 사람입니까? 네, 한국 사람입니다. 수영 씨는 말레이시아 사람입니까? 아니요, 저는 베트남 사람입니다. Rồi, nào bây giờ chị đọc câu A và câu B cho nhé. Nào, câu A trước bọn soi cũng có một thế nào. Em đọc chưa rồi? Đọc. Anh Yang Ha Seo. Chỗ lên Park Chung Chung in mì ta. Nào cái đọc chưa đúng này cái tên này chúng ta sẽ đọc bờ a cờ và đọc xuống nặng như vậy thật thật Park nhon thật Park chân Chung nhon Chung. Park Chung Chung. à Chung thật Chung. chân nhon nghìn mì đà nhớ đánh dấu huyền ngang ngang nhá mới đạch là thật chân nhon nghìn mì đà trong trường hợp không đánh dấu huyền được thì mình phải đánh dấu nặng chưa nó sẽ là thật chân nhon nghìn mì đà nào cho nên thật chân nhon nghìn mì đà Cho lên Park Chung Yong em mì ta. em này 안녕하세요. 제 이름은 흐영입니다. 박준영 씨는 한국 사람입니까?
À, có A tiếp. Nè, Đấy. Hàn Quốc Saddam Imi ta Hương Hương Si Linh Malaysia Saddam Imi ta À nhớ trở nên Ai ý thứ Nam Saddam Imi ta. Rồi ngược lại nhé, ngược lại bây giờ chị đọc, à, em đọc trước và chị đọc sau này. Anh nhớ thì nhớ trở nên Park Chung Nhân Imi ta. Annyeong haseyo. Chè ờ ừ, Chê chê ý đưa mình chê ý ừ, đưa mình ý đưa mình vâng chê ý đưa mình Hương y mì ta Park Chung Jong Si Linh Hàn Quốc Saddam y mì ta y mì ca ừ đã nè Hàn Quốc 사람입니다 Hương chỉ nên Malaysia 사람입니까 아니요, 저는 베트남 사람입니다. ok bây giờ một mình chỉ đọc hết cả một bài. 안녕하세요. 저는 박충정입니다. 안녕하세요. 제 이름은 흥입니다. 박충정 씨는 한국 사람입니까? 네, 한국 사람입니다. 흥 씨는 말레이시아 사람입니까? 아니요. 아니요, 저는 베트남 사람입니다. Chỗ Malaysia là đánh dấu huyền phải nhé. Malaysia Malaysia. Saram Imikat. Về cái câu chào nữa đừng có nói vội quá, mất mất cái từ neon này của thầy rồi. Annyeonghaseyo à, với hỏi tấm Annyeong. thì mình lên giọng thầy nhé. Annyeonghaseyo à, chứ đừng Annyeonghaseyo, Annyeonghaseyo câu hỏi mà câu hỏi vâng lên giọng nhé. Annyeonghaseyo đọc lại nào. Annyeong An An Yong ha se yo. Annyeonghaseyo. Rồi bây giờ dịch cái bài này tại dịch nào. À, xin chào, Nào. Tôi tôi không có tên là tên Park, là mà đây là tôi là. tên Tôi tôi là là Park Nhong. Park Chung Rồi. Yong. À, xin chào, tên tôi là tên của tôi là Hương. Rồi. À, Nó có từ si là bạn đúng không? Bạn Park xin là bạn Nhong. không? Bạn Park Chung Yong. À, là người Hàn Quốc có phải không? Không. À, vâng, à, là người Hàn Quốc. Ừ. Bạn Hương Bạn có Hương phải có bạn Hương là người không, là người Malaysia Malaysia có phải không? phải không? Không. À, Ừ. Tôi là không, người là người Việt. ừ. Không, tôi là người Việt Nam. Không, tôi là người Việt Nam. Rồi, ok, sẽ được rõ. Tiếp theo là Tôi là người Việt Nam vâng. không, tôi là người Việt Nam. Rồi tiếp một cái bài của phải tiếp theo để đọc này. Park Junyoung si, 이 사람은 홍 씨입니다. 홍 씨, 이 사람은 Park Junyoung 씨입니다. 안녕하세요, Park Junyoung입니다. 안녕하세요, 제 이름은 홍입니다. 반갑습니다. Nào, chị đọc Hương trước nào. Ừ. Nào đọc đúng nào, Park nào đọc Chung Park Jong Si Junyoung Si Si. Sa Isaram Eun Ý Sa Ra Mân Y vừa chữ mở Park lên Chung Ý Jong Sa Ra Si Mân Isaram Eun Phung Si. Phung Ừ. Phung Si Si Y Mita Phung Si 13. Phung Si Isaram Park Chung Jong Si Y Mita Đọc nó nặng nhé, không phải Annyeong Park. Đọc nó phải Haseyo Junyoung, Park Junyoung Si 13. Park Park Junyoung Chung Si. Jong Park Chung Yong Junyoung chi Si. imita imita Imida, rồi tiếp. anh yong haseyo Park Chung Yong imita anh yong haseyo che irum irum mun phong imita hankap Rồi, ok. À, nào, bây giờ dịch cho thầy thì đây. Bạn à, bạn Bắc Park Trung Nhân Chung Jong à, ừ, bạn Bắc Trung Nhân à thì nữa. sao người Ý Saram, y Saram là gì? y Saddam là người y Người y là này, nó thì là người này. này người này Ý Saram người này là là Phung bạn, là bạn có phải Phùng đúng không, không? Mà là bạn Si của Phung Si là Phung bạn, là bạn Phùng. Rồi tiếp. Phùng à, Si.
bạn bạn Phung À, Phùng chính là Phùng Hà đúng không? Chúng mình là Phùng Hà. bạn Phung vâng. Ý sao đam mình. Thì Là gì? Người này. người này là Park Chung Young có phải không? À, là bạn À Bắc là Park Trung Chung Nhân. À, người này là bạn Bắc Trung Nhân. Young. Tiếp. Vâng. À, xin chào. Xin Tôi chào. là Park Chung Young. Ừ, tôi là Bắc Park Trung Chung Nhân. Young. Tôi là Bắc Trung Nhân. Rồi tiếp. Vâng. Xin chào. Xin chào. Tên tôi là Phung. Xin chào là Phong. Thì À, cảm thằng thằng lớp mi tài là thì rất hân hạnh được gặp ông, rất rất hân vận là vâng rất hân vui, vận được gặp rất vui được gặp bạn, rất là hạnh được gặp bạn. Rồi ok đó, phần phát âm nói chung là cũng tạm tạm rồi. Bây giờ sẽ luyện phản xạ, thầy sẽ hỏi nhưng thầy trả lời cho thầy nhé. Thu si ý đưa mình bỏ thu si xin ý đưa mình tên bỏ là xin ý đưa mình bỏ xin mình. à, bạn bạn tôi ý đưa mình Ý đưa mình bỏ xin mình. Thầy hỏi em chỉ cần hiểu câu trả lời và hỏi trả lời bằng tiếng Hàn là được. Ý đưa mình bỏ xin mình. tự nhiên quên ý đưa mình là Ý đưa mình là tên tên cũng nói ý đưa mình một xin bạn cá. thua Ý đưa mình một xin mì cá là vì ý đưa mình là tên, thì bây giờ họ đang hỏi là gì có phải là thu không ạ? không ạ? Nhỉ, anh tốt, thầy chỉ hỏi mỗi câu ý đưa mình một xin mì cá thôi. Ý đưa mình một xin mì cá. Tên ý đưa mình là tên bạn là gì đúng không ạ? Chó lân thu Ý ít người ta rồi cô hiang ngân ở tim mì cá. cô heang cô heang à chó lân quê quê của tôi là Hải Dương chè cô heang Hải Dương in mì ta Chê cô hiang ân cộng với ân cô vẫn heang ưng chê cô hiang ân hải dương mì tạ. Bề thư nam sa ram im mì cá. nè về tư nam sa nam in mì ta Chỉ có bên một xin nghỉ có. chỉ có là nghề nghiệp đúng không Chỉ có bên một à, à, chỉ có bên một xin nghỉ. chè 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 Thỏ nương. nhọc sạc xa Thỏ nương thôi, chỉ chó cần à chó nương chó nương chó nương chó thỏ nương. nương nhạc xa y mì ta Rồi thỏ nương nhạc sai mì ta. Ở nư nà ra sa ram im nghỉ có. Ở nư có nà lên ra sa ram im nghỉ có. có lên là gì thế Ở nư nà ra sa ram im nghỉ có. ra là đất nước á Ở nư nà ra sa ram im nghỉ có. có lên là gì thế Ở nư là nào? Chúng ta có cần bạn gì? là người nước nào Rồi đúng rồi. Ở nư nà ra sa ram. Đấy. Người nước nào? Ở nư là nào? Bạn là người nước nào? Ở đúng nư không nà ra sa ram im nghỉ có. Trả lời. về thứ năm salam y mì ta Rồi về phía nam Saram thì ta đó, thì khi mà ở trên màn hình nó xuất hiện tiếng Việt như này thì thầy sẽ hỏi xuất hiện tiếng Hàn thì thầy sẽ hỏi em toàn bằng tiếng Hàn, em chỉ cần nghe hiểu tiếng Hàn và trả lời là được. Đó. Tiếp theo thì bây giờ trên màn hình nó xuất hiện tiếng Việt thì tức là thầy sẽ lấy những cái từ gợi ý như này, thầy sẽ nói một câu tiếng Việt ta và em dịch y nguyên câu tiếng Việt để sang tiếng Hàn là được, được chưa? Ví dụ này, vâng. em gái là học sinh thì nói là em gái là học sinh phải không, đi em gái là học sinh phải không, Chè chè em gái cơ mà, em gái là học sinh phải em không? gái là Lam là do tông sen Giò tôm xe. sen Giò tôm xe gì? của tôi nữa không phải nhỉ chè do tông Có sen thể cũng được, còn không cho thể cũng được do sao? tông Thầy đã sen nói là em gái cơ mà. Em gái vâng do tông sen giò tôm xe học ơn. sinh à do tông sen ơn học sinh in gì ta Câu hỏi mà in thì có in gì khác câu hỏi in gì khác vâng rồi sao bạn thông xem học không, sinh không phải là à học lợi sinh, không không phải là học sinh. à đi đâu à hắc sen y a nim gì ta Rồi hát xem nghi ả như mì tả là nhân viên công à ty. nim gì ta
À, nhu hắc xe nghi dạy mình bị tả là nhân viên công ty tiếp. Nhân viên công ty là khuê sao luôn đó, khuê sao Ừ. luôn in người ta. Rồi thuê sau quên thì bị tả. Rồi tiếp này, nhân viên ngân hàng này. Bố là nhân viên ngân hàng phải không? Abuchi, Ừ, à, đọc Abuchi đối đó. diện với thầy. À, bo chi nên. À, bo chi nên. Abuchi ơn. Rồi, à, bo chi nên. Ưng hen luôn. Ưng hen luôn im mì cá. Đọc đối diện với thầy. Ừ, hang quân. Ừ, hang quân im. Ưng hen Đó. luôn. Ưng hen Đó. luôn im mì cá. À, bo chi nên. Ừ, hang quân im mì có. Đọc lại cả câu này. À, bo À bố chi. chi nên. À bố chi nên. Ừ. À bố chi. À Nên. bố chi Ừ, nên. à, bo chi nên. Tổ tiếp. Ưng hen luôn im mì. Im Ưng mì hen có. luôn. Ừ. Không, không phải là nhân viên ngân hàng. Anizo ưng hen luôn y a nimita ta Đọc đối huyền tệ à nim nhỉ ta a imita ừ, ân ta quân a nhi à imita nim nhỉ ta imita ờ là tài xế lái xe a là tài xế lái xe Ôn chân ừ, bốn tròn kỳ xa ừ, Ôn chân kỳ bốn xa y mì tròn ta rồi tiếp này Chân ừ. kỳ Mẹ là nội trợ phải không? mì ta Ừ. Tiếp mẹ là nội trợ phải không? Amonin lưng Chi Ồ, khu y mì ca Hormone nên Hormone nên Amonin Amonin Ồ, lưng non Amonin mà O đánh chưa đúng bu thế. im Rồi nhỉ Hormone nên Hormone nên morning chưa bu im nhỉ cả chú đừng đâu huyền chú vui mình chưa có bu chưa bu im nhỉ ừ, không không phải nội trợ mà là không không phải nội trợ mà là cái gì đây không phải nội trợ mà là giáo viên ừ. Không phải nội trợ mà là giáo viên không phải là à đi rồi chú bu chùa chùa bu y à bu chùa bu ca ca chùa bu ca ái ái mì ta ờ à ni mì ta chụp à, ni mì son sen lim son sen lim son sen lim lim mì ta ta đúng nhỉ son là sinh mì giáo ta viên mà đó à, chị gái là giáo viên tiếng Hàn phải không chị gái là giáo viên tiếng Hàn phải không phải không có hơn Oni nun còn nhìn lên Han cu co ừ, không đâu có giáo viên Han cu co Giáo viên là son xiên nim à, Im đi cá rồi son xanh nhìn in các ừ, không không phải giáo viên tiếng Hàn mà là giáo viên tiếng Anh À đi đâu Han cu co son xin nim mà son xin nim ừ. Nghe có son xanh nhìn nít y cái chữ à li mì ta thế mãi không đọc à ni mì đà à rồi im mì ta à nim là y mấy nim vâng à nim mì đà à ni mì đà à li mì ta rồi à ni mì đà à li mì à ta han là giáo viên tiếng go Anh con xanh nhìn à ni mì đà anh là tiếng Anh là chị biết không Yong 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 y yong yong tiếng ngọ Anh là yong 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 đọc Yong đọc số huyền yong ngọ Yong 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 imita ngọ yong ngọ gì yong ngọ thì nữa giáo viên mà Yong ngọ Yong yong ngọ xong rồi giáo viên nữa Yong son sen imita ừ yong ngọ xong thanh niên thì người ta tiếp anh trai là bác sĩ phải không À, oppa là bác sĩ ba ơi nhân xa một ba nhân oppa lên ơi xa em nghĩ các ừ đọc lỗ huyền ừ sai mình có
Người xa in gì cơ? Upanin Uisai Mika, không không phải bác sĩ mà là dược sĩ. Anido Anido Uisa Ừ sao Ka đọc là ừ sao Uisa ừ sao Anido Uisa Ka Aimita ừ ừ đó ảnh như gì đó Yaks Yaksa Imita. đặc sai người ta ok đó tiếp theo bây giờ có lẫn lộn cả tiếng Hàn và tiếng Việt thì phải nghe rõ nhé, khi nào thầy nói tiếng Hàn thì trả lời bằng tiếng Hàn, khi nào nói tiếng Việt thì dịch câu đấy sang tiếng Việt cho thì đây rồi à bố chín ấy ủy sai mình có Đi nhô Abuchi là công nhân là gì thì thì em phải phủ định trước, không không phải bác sĩ mà là bác Anizo sĩ đúng không? à Anizo Anizo ơi xa Ừ, ơi xa ca ca ai mì ta ai mì ta anime mà là vì công nhân chúng ta cứ nói là khuê sao quân hoặc là khuê sao quân thì khuê sao quân thì mì ta Vâng, thuê xe quân y nhỉ ta. thầy ơi có gì tư vấn em với nha, em inbox cái kiểu thầy dạy xong thầy tư vấn cho nhé. Phía sai người ta gió tung xe ngân khắc xe như mỹ cá gió tung xe ngân cố tưng khắc xe như mỹ cá y mỹ cá cố tưng khắc xe À, em gái vừa là học sinh có phải không nhỉ? học sinh cấp 3 cấp 3 thầy có từ cố tưng đây là cấp 3 cố tưng khắc xe như mỹ cá Cố tên gió tung xe ngân cố tưng khắc xe như mỹ cá à nè à nè cố tông hắc sen y mì ta cố tông hắc cố sen y mì ta cố gắng tông thì đây anh trai vậy là à lái xe taxi phải không, em sai anh trai là lái xe Nam taxi phải Tông không, Nam Tông Sen anh Ân trai mà anh trai mà anh trai là lái xe anh trai ở đấy không biết em trai à taxi anh trai cơ anh trai là à, Oppa ba bên Oppa Lân lái xe là lái Ùn Cố lái Tông xe taxi lái xe taxi à xe taxi taxi nó taxi có gì kiểu taxi 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 thì lái xe taxi thì cho taxi đến trước sau đến lái xe đúng không, thì là taxi à thì nó taxi lái xe là taxi ồn taxi ồn chân đi xa Quần trong kỳ xa ồn chân kỳ xa câu im hỏi đi cá xin bị cá vâng 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 là lái xe taxi ạ lê à, taxi ồn ồn chân kỳ xa im đi ta Onni는 주부입니까? à, chị gái là đội trợ lê chú bô im bị ta chú bô im Ok, bị chào mừng ta. Nè, chúc mừng ta. À, mẹ. Thằng xin nên Indo Sara im cá. bạn là người Ấn Độ về không ạ Anido Anido Bethlehem Salam imita ta Để phủ định đi trước thầy Anyo à Indo Sara Anido Into ka Alim Alimita Indo Saram cho từ Saram và Indo Into Sarami Indo Into Sarami Sarami Ani a Alimita Ani Alimita không phải là người Việt Nam Bethlehem Salam nói lại cả Imita câu nói lại cả câu không không phải người Ấn Độ mà là người Việt Nam Anizo Anio thôi, ô Anio Anizo không phải Yo ô không phải Anio ô ô thôi cái từ bỏ chúng ta bỏ từ y đi chúng ta đọc Anio cùng được Anio 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 Vâng Vâng Anio thì nó Anio
Indo, Ấn Độ đúng đấy, Indo, Salami Salami Animita. Anita là người Việt Nam. Bé thứ năm salam imita. Ai đây, em trai là tài xế, em trai là lái xe buýt phải không? Em trai là lái xe buýt phải không? Xe Xe buýt là buýt là gì đấy? họ chúng ta gặp họ xưa là xe buýt. Bỏ sư nam tông sen Làm công sinh ơn tân nam tông sen ơn phổ sư Bỏ sư un tông quần tròn quần tròn ồn ồn tròn kỳ xa yên nghỉ các một trong kỳ xanh các vâng là tài xế xe buýt đấy. nè cô phó sư ồn ồn tròn kỳ xa yên nghỉ ta. Đây là phó sư quân trang kỳ xanh người ta. Làm sao nhé mì cục xa đan im mì có Cái câu đầu là gì thế nhỉ? làm cho nên mì cúc xa Làm đan im phiên. mì có Làm làm phiên cho phải là kinh chồng mình đúng không? đúng rồi Chồng. ở thông là Làm người phiên là chồng. người Mỹ phải không đúng không làm cho nên mì cúc Vâng. xa đan im mì có Vâng. Ani đâu? Làm phiên. Mi cúc mà. Mi cúc y. đi cúc xa ra đi cúc xa ra À, mi cúc salam. Mi cúc salami animita tiếp lại là chồng tôi nữa này lại là gì đấy phải khẳng định là lại chỉ là nàng người thôi. rồi chỉ cần là người gì đấy thôi là được mình phủ định rồi là mình phải khẳng định lại Vâng. Bé thứ năm salam imita thì chúng ta sẽ làm gì imita. cả. À, mẹ là người Nhật Bản phải không? Omoni impon salam imnica Không không phải người Nhật Bản impon mà là người Hàn Quốc. anio Anh in tán vừa đọc xong lại quên không phải là người Nhật Bản mà là người anio anio Nhật Bản gì thế? Tự nhiên em bị quên rồi đúng không sao? Inpon à? Inbon Inpon salami animita. là người Hàn Là người Quốc gì nữa này? À. là người Hàn Quốc Han 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 Cúc salam imita. ông nội là người Thái Lan phải không? Ông nội là Hanmoni. Hanpochi. Harabochi. Harabochi còn bà nội là Harmony À. Harabochi mà ông nội là người Thái Lan phải không? Harabochi. Harabochi Harabochi ưn. nên À nên ngân. Harabochi Harabochi ưn. À, thê cúc. Salam imi các. không không phải người Thái Lan mà là người Mông Cổ. Anio 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 Thế Cúc Salam Salami Animita. Là người gì thì? Người Mông Cổ Là người Mông Cổ. Mông Côn Salam Imita. phải nhớ một quân sát một quân sát người ta ok rõ tiếp theo bà nội là người nước Anh phải không? Harmony, Harmony nên anh là Jong Jong Cúc, Yon đọc là im Yon đi cái, Yon Cúc Yong Cúc, Yong Cúc im đi cái, Saram nữa Yon Cúc Saram im đi sao, vâng, Saram im đi cái, cắt Yon Cúc Saram im đi cắt không không phải người nước Anh mà là người nước Mỹ Anio, Yong Cúc Saram, Sarami. À, Limita là người nước Mỹ.
là người Nam Mỹ là mi cúc saram imita, Tố huyền mì cúp saram imita. mi cúc saram imita, Ok. mi cúc. Thằng xin lên Thằng mì xin khu go son thanh niên im mì cắt thằng xin à, thằng xin là bạn lên thùng khu rủ go cô son thanh niên im mì cắt thùng thằng khu xin go lên là đâu? thùng Rủ khu cô là go gì nhỉ? à Trung Trung Quốc là gì? Trung Quốc là Trung Quốc là Trung Quốc. o cộng với o thì thành là gì? Tiếng Trung Quốc. Tiếng Trung. Vâng. Bạn là giáo viên tiếng Trung Quốc phải không? Trung Quốc có con thanh niên im thì có À Trung Quốc em tưởng lục cu. thằng xin nên Trung Quốc Thằng có xin con thanh Trung niên Quốc im thì có có gì các Anio Nhạc Nhạc Cúc Nhạc Cúc imita không thành nhỉ giặc xa chứ nhạc cúc à nhạc nhạc xa imita nhạc nhưng mà cúc mình cố gắng phủ định là hiệu phủ thuốc à, giặc cũng là thuốc giặc xa là dược sĩ thì bây giờ chỉ phải phủ định cái này có từ Trung Quốc Trung Quốc có son xanh mi mi á như mì ta giặc vâng hai mì ta ồ là phủ định lại nào Anio Anio Trung Quốc Trung Quốc dòng dòng cúc đâu Trung dòng Quốc chứ cúc Trung Quốc go chứ Trung à Quốc go chung chung cu co chung cu co son sen nim son sen mi thế nhỉ son nim mi à son xanh mi mi son sen mi à nim ta à như là vâng nhạc xa im đi nhạc xa im đi ta đặc sai người ta à, em trai là hướng dẫn viên du lịch phải không? à, làm tông xem làm tông xem vân khoan khoang khoang căng kia Quang thai y từ kia kia gì thần quang cai tư thần quang cay cay tư à thần quang cay tư im đi các thì mình có à, vâng là hướng dẫn viên du lịch đấy nè khoan khoang kia tư imita quang cai thì mình ta chồng bạn là người Trung Quốc phải không? chồng là nam hyon nam hyon Làm sao nên chó lưng Trung Quốc nó nên làm gì imita Saram chỉ cần làm cho thôi làm cho nên là chủ ngữ này sau đến thì người Trung Quốc là xong làm Nam Hyeong Nam Hyeong Trung Quốc Saram im đi các Rồi. À, không không phải người Trung Quốc mà là người Hàn Quốc Anio Trung Trung Quốc Trung Quốc Sarami Nimita Hàn Quốc Saram imita rồi ok trả lời phải không đó Trung cũng cũng gọi là thuộc thuộc cũng chưa được sự phản ứng chưa được nhanh lắm đúng không như ký tự của bạn vâng trước gọi là cũng thuộc thuộc đó. Rồi bây giờ sẽ sang cái bài tiếp theo. Bài tiếp theo thì thầy sẽ cho phần từ mới trước để về nhà học đây này. Ba bảy bình.
đầu bắt đầu có một rất nhiều từ vựng đấy, hôm nay thầy sẽ đọc trước cho từ vựng xong về nhà để học nhé. Từ vựng rất là nhiều rồi, bây giờ thầy sẽ đọc qua một lượt trước cho Hắc Kiêu, Tù Do Quan, Xích Tang, Hô Thê, Cực Thang, U Chê Cúc, Trường Quân, Tần Hen, Hề Khoa Thom. Cái này chúng ta phải đọc mà lối âm lên nhé. À, chúng ta sẽ đọc là Hề Khoa Thom. À, tại vì cái từ cờ này này, à, khi gặp với chữ hờ thì lúc đấy chữ cờ phải đọc lối lên, và chữ cờ phải đọc biến thành gì? Chữ cờ phải đọc thành chữ hờ của nó. Nên chúng ta sẽ đọc là Hề Khoa Thom. Đây là quy tắc biến âm nhé, đây là quy tắc biến âm, phải nhớ cái này, đọc cho chuẩn. Hề Khoa Thom, Giang Cúc, Cà Kê, Ta Mu Xiên, Thằng Y Xiên. À, cái ơi này nhưng mà chúng ta đọc thành chữ chữ Y nhé, thành Thằng Y Xiên. Ta lại đọc như thế tại vì làm sao? Tại vì chúng ta có quy tắc là cái chữ ơi đứng sau gì? Đứng sau một âm tiết thì đọc là y nhá, đó là đứng sau một âm tiết, tức là cái từ ư này đứng sau sau chữ hàng này này, đúng không? Thì mình sẽ đọc là hàng y xin, cho hàng mi xin. Tiếp theo đồ xin, hoa trang xin, chiêu kê xin, lép xin, ở hắc xin, thùng a đi bang, chê giúp quan, quần nông trang, hàng tăng, hắc xe xích tăng, xe mi na xin, so chom, Chết sang, ủi xa, chư than, nguồn, nguồn, trang môn, si kia, khả băng, computer, chết, khủng chết, ta tròn, chỉ hưu kê, chỉ độ, hèn, phil thông. Hết, đó. Nào, đọc lại một lượt nào, đọc lại. Trường học đọc nè, Akio hắc kyo Akio tiếp Tô Sa Quan đánh tố huyền lên thầy tổ tổ sao Tô quan. Sa Cái chữ Quan huyền mình đọc Tô một Sa nửa chữ Quan huyền thôi, đọc một nửa chữ huyền thôi thì nó Tô dễ hơn này. Tổ sao quan, Tô Sa Quan tổ sao quan tiếp, Vâng Xích Tăng tích tang rồi tiếp khách sạn, Hô Thèn hotel rồi tiếp nhà hát. Hô Thèn Cực Trăng Cực thang, bưu điện, Ô Chê Cúc Ô u Chê chê Cúc cúc, đọc với biển tẩy Ô u Chê chê Cúc cúc, Ô Chê Cúc đọc là y em nha, không đọc là ly đâu, y nha. Rồi u chê cúc tiếp bệnh viện, Chê Cúc Pia Pion, đọc từ tố huyền thầy, Nguồn Pion Pia Vân, Pion Vân, Nguồn Pion Vân. Pia Nguồn Ơn Ngân hàng Ơn Hen Đọc từ huyền tình hen. Ơn Hen Tiếp. Chỗ này Pê Tha Chom Pê Tha Chom Đọc Pê từ Tha huyền Chom hè, hè qua trong, hè qua, Pê Tha Chom hè qua trong. Tiếp. Pê Tha Chom Nhạc Cúc Nhạc phúc Đi nhạc, đi nhạc Cúc Ca Kê cà kê, đọc là cà cà kê kê, cà kê cà kê tiếp. mô sinh Sa mu tiếp, càng y sinh đọc dấu huyền càng y xin. càng y sinh Tiếp không học kêu xin Tú Huyền, Kiều, Kiều Xin, kêu Kiều xin Xin, kêu Kiều xin Xin. Tiếp. hoa hoa trang xin Hoa Trang Xin. Tiếp. hiu hiu Hiu, Hi U. hiu À, hiu 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 Kê Xin. hiu kê xin Kê Xin đổi tiếp. xếp xin Lép xin, lép xin,
tiếp Oxin. Oxil tiếp phòng câu phòng sinh hoạt câu lạc bộ Tông Aripang, Tông đọc Aripang. không đọc tông tùng 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 cũng được Tùng. thì tròn miệng nó ra tùng Thùng. tùng Thùng. a đi bang Thùng tùng Aripang. a đi bang thì Thùng Aripang. tùng a đi bang tròn miệng nhé tùng a đi bang tiếp là thi đấu thể thao Chè. không Chè thể giúp để đọc quang. giống ngang chê giúp quan Chè. Chè giúp quang. ừ, Chê giúp chê giúp quan. quan thời tiết rất động Chê giúp quan. Ùn tông trang. ùn nông trang ùn tông Ùn tông trang. Ùn tông trang. ùn nông trang Ùn tông trang. tiếp Hàng thang. hàng đang tiếp Sen xích tăng. hắc xe xích tan Semi-anasin. semi-da-xin đầu tiếp So-chom. so trong tiếp này Chek-sang. tiếp sang đầu tiếp cái ghế Ơi cha. đầu huyền người cha Ơi cha. ừ. Cái đáng là Chin-myong. Chil chil than Chin chil chil than Chin Thang. chil than tiếp Chữ về môn mùn đóng việt mùn môn môn mùn mùn môn môn tràng môn đúng ngang có tràng cái gì có cái chữ tràng tờ chữ có dâu mà tràng đọc là tràng sang sang mùn tràng môn tiếp si kêu Si kia si kia rồi em. à Hà bang. mình Khả đúng bang. liền Khả bang. khả bang Khả bang. khả bang gì nữa máy tính Điện thoại em hóa con không nhìn rõ. Đây là chữ khờ với chữ y đúng không vậy? à Hay là chữ gì vậy? O Thì phóng tôi em đi. M đây Ông ạ. Không. không Không. Thì chiêu không chiêu con thon không chiêu computer. thon Computer. không chiêu thon tiếp Chép. xét Không chép. không chép Xa trong. ba tròn Ok. Ừ, ok tiếp ổ hút Bút này. Pin thông. tiêu thông Hình thông viết rồi. bút viết Pen. thêm thêm Pen. Pen. tiếp Chi tô. gì tô Chi tô. hết đó có những từ này cái từ mới khá là nhiều Hơi nhiều. rồi đấy thì hôm nay học đến đây thì về nhà cố gắng học hết từ mới đi từ mới buổi sau mình sẽ học ngữ pháp và luyện tập việt dịch việt hàn các thứ để sau chúng ta luyện tập nha đấy quan trọng với giai đoạn đầu là nó là từ vựng đấy còn ngữ pháp nó chưa phức tạp đâu cho nên là mình cứ học chắc từ vựng đã đó khi có từ vựng xong rồi đến ngữ pháp rất phức tạp thì mình tập trung vào ngữ pháp phức tạp là vừa đó. Rồi Vâng. rồi vậy thì hôm nay ổn nên swap cho khi cái xin mà chỉ biết xin ra suối xin ra anh ấy cái theo hôm nay mình đây nhá Vâng. rồi thầy sẽ gửi cho tài liệu về học thuộc nhá Vâng. rồi ok